M14 Kalid, NATO. N-32 là tên lửa hành trình tấn công trên bộ LACM của Nga và là phiên bản cải tiến của 3M14E Club LACM. SSN-32 có tầm bắn ước tính khoảng 1.500 đến 2.500 km và đã trở thành trụ cột trong khả năng tấn công mặt đất của Hải quân Nga. Hệ thống tên lửa Kalib, NK. NATO định danh là SSN-27 Sealand lần đầu phóng tên lửa từ tàu tên lửa Dagestan mùa xuân năm 2012. Trong cuộc tập trận chỉ huy, tham mưu chiến lược Kavkaz 2012 vào tháng 9 năm 2012, tàu Dagestan lại phóng một tên lửa hành trình, tiêu diệt một mục tiêu bờ. Sau đó, hệ thống được chính thức nhận vào trang bị cho Hải quân Nga. Kalid, NK có khả năng tiêu diệt mục tiêu mặt nước ở tầm 375 km. Mục tiêu bơ ở cự ly đến 2600 km. Tên lửa 3M14 của Kalid, NK có phần chiến đấu nặng hơn 200 kg. Có tính năng tương đương với tên lửa hành trình nổi tiếng thế giới Tomahawk của Mỹ cũng dùng để phóng từ tàu nổi và tàu ngầm. Nhưng hệ thống Kalid của Nga ra đời muộn hơn và có nhiều biến thể tên lửa khác nhau và tên lửa hành trình chiến lược thì có tầm bắn xa hơn. Vụ phóng tên lửa hành trình của hạm đội Caspian cho thấy tên lửa hành trình 3M14 Kalid đạt hiệu quả cao ở tầm xa lên tới gần 1.500 km. Kalid có thể lắp đặt cho cả tàu ngầm và tàu nổi cỡ nhỏ, choán nước chỉ cỡ 500 tấn, chiến đấu cơ đa mục tiêu Su-35 và MiG-35 và cả các bệ phóng di động bằng xe tải trên đất liền. Trong khi đó, BGM-109 Tomahawk chỉ được lắp đặt trên các tàu chiến cỡ lớn hoặc máy bay ném bom hạng nặng như B-52 hoặc B-2. Phiên bản bệ phóng xe tải BGM-109 Tomahawk trên đất liền từng được giới thiệu nhưng về sau bị hủy bỏ theo Hiệp ước Cắt giảm vũ khí hạt nhân tầm trung. Hiệp ước Infer ký kết với Liên Xô vào năm 1987. Nhờ khả năng lắp đặt đa dạng trên nhiều thiết bị phóng giá rẻ, những quân đội sở hữu Kalid không cần tốn kém nhiều chi phí mà vẫn có thể xây dựng hàng trăm bệ phóng để tung ra những đòn tấn công mạnh.